bỏ cơ mà. Thôi nước miếng quá trời muốn đổ ra luôn. Má rồi, ta má hồi trước làm nè. Không. Rồi. Cái hãng Eden này là sau này rồi. Này mới nè. Không. Bởi vậy á, nó mở ra giống vậy bởi vì người á ta dồn vô ở đây nhiều. Đúng rồi. Thành phố công nghiệp. Trời ơi coi kìa. Ở ngoài chứ tập thể dục ở đây nè. Ở ngoài hay đi bộ trong này nè. Đi bộ ngay cái nghĩa trang rồi nè. Đấy nghĩa trang ở bên Mỹ nè. Bông hoa mà đi bộ nguyên dòng nghĩa trang. Đó xong rồi quẹo đây. Quẹo vô. Đó quẹo vô. Nhà nhà bà ngoại hồi trước ở đây á hay hơn. Ờ. Nhà bà ngoại hồi trước ở đây á. Tôi qua đây là bác Hùng. Thì bác Hùng với bà ngoại ở gần nhau. Gần tới bà rồi. Bà ngoại là đi thẳng, bác Hùng ngoài tay phải. Bà ngoại thì đi thẳng nè, cái đường vô nè. Đó đi thẳng là này quay cho bà ngoại coi kỷ niệm xưa. Đó, quay lại cho bà ngoại coi. Thằng nhỏ Hùng mà đi quay lại qua đây. Cái này chỉ là quay cho bà ngoại đúng không? Right onto Scenic Oak Drive. Quay lên bà ngoại coi trong cái channel của Mỹ. Oh, channel của Mỹ đúng không? Channel của Mỹ bà ngoại hay coi mà. Ừ. Cho mọi người coi. Gì con? Là show location đó. Show location là gì? Ở chỗ thấy chỗ nhà luôn rồi. Ờ đâu sao đâu. Em không có off đâu nha anh. Ừ. Em để nguyên đó nha. Đúng rồi. An hát cái bài đó giùm ba. Cái bài đó hay quá mà ba không biết hát. Nó hát bài tiếng Việt A A L K L M. Take the next right onto Scenic Oak Drive. Then turn. Đợi chút. Đợi chút. Lấy bánh đây. Ôi, bữa nay trời quá đẹp. Ồ, cái đó chưa chị chồng tốt đâu. Chưa chồng tốt ở nhà mình luôn. Có cái hành nữa nè. Ủa, dưa muối nữa kìa. Giỏi chưa? Ồ, bác Yến là giỏi mẹ. Vô nhà bác Yến chơi. Chắc mở cửa đi vô luôn nhé. Chắc mở cửa đi vô luôn nhé. Hello. Hello. Cái hồng mềm luôn. Cuối mùa chứ là mùa. Lộn cuối mùa. Đây trái hồng, đây là nhà của bác Hùng. Coi bộ sưu tập xe. Đó. Quá trời máy bay luôn nè. Giàu ghê. Ổng giàu ghê ha, ổng có hai chiếc máy bay lượn kinh khủng thiệt. Đây là đèn. Trễ giờ nè. Quay chút nữa. It was good. Nó là tự ly tự diễn quên nó luôn rồi. Huy, con có bác thủy rồi đúng không? Huy, con có bác thủy chơi con mà. Anh bắp không nè, đạt bắp đi. Anh bắp không? But you don't know. This is one of the few places that gets warmer than Atlanta. But Atlanta is very warm the rest of the year. Yeah. Oh my goodness. I moved to Atlanta. Yeah. Because it's wet. Cứng quá. Ready? Oh. Theo. What? You want to take a picture of both of them? Uh-huh. Uh-huh. Okay. Ready? Cho nó nhảy lên. You got it? Stay. Đấy, nhảy lên đi. Jump. Can you get a picture of them? Oh, yes. See, they're both sitting for you. Ôi trời ơi, nó ngồi ngay ngắn luôn kìa. Down. Cho nó ăn đi con. Trời ơi.
Wow. They listen, huh? They listen. Yeah, they listen very well. Yep. Mm-hmm. They're a good boy. Good yeah, boys. They are good. He's just 1 year old. Wow. Yep. He's still big. Yeah. Still grow up. Yep, he's still growing. Ay. 100 pounds. Dang. How many pounds? 100 pounds? 70. Is it 70? Oh wow, 70 pounds? 100 pounds. Oh, he. Oh, look at hair. Mm-hmm. Oh, see? He has a ton. Đẹp quá. He's a good boy, yeah. Oh, take care good, huh, bạn?